Hello anh em, tiếp tục trong máy tối anh em ơi. Đi đêm về Bắc nha, DC70 Blood nha anh em. Con này giao về Hà Tĩnh nha. Khách mua về chuẩn bị đồng, chuẩn bị đồng sang Tết gặt 70 Blood Thái Lan nha anh em. Con này 1.7.7 ha, thấy gốc, thấy hát. Ngày hổm gà kiểm tra bảo dưỡng dàn chân với thùng hộp số bơm bọng đồ để nguyên, số ghim em không có mở luôn nha. Con này thì khách vô trực tiếp xe máy. Con này chỉnh cây kiểm tra dàn chân nè, sơn nhẹ cái dàn chân nè, kiểm tra thùng khoang nè, số thì để nguyên, số ghim để nguyên, giao về Hà Tĩnh nha. Đi đêm chạy lên đi, khoan tháo cấp hông ra đi. Bảy mươi Blood H nha anh em, con này DC70H nha. Lưới em thay lưới mới hết luôn nha. Đây. Mấy cái này thay hết luôn nè anh em, quặng cũng thay luôn nè. Dạ. Yeah. 70H nha anh em. Số còn số nguyên zin luôn, số chưa trẻ luôn. Con này số em để nguyên luôn nha. Giao về Hà Tĩnh nha, Cẩm Xuyên thì vậy. Năm 2018 tầm 290 ha, có anh ơi. Ngày mai là em về 5-6 xe, toàn là xe giữ, xe đẹp không à. Anh em mình có kiếm 518 Thái Lan thì liên hệ nha, mời về. Hiện tại vẫn có hàng luôn, ngày mai về nữa. Năm 2018 thì có sẵn nha, từ 2.5 trở lên là có anh em. DC70H về Hà Tĩnh nha. Cho em nó đi đêm về Hà Tĩnh. Con này thì hàm là pinóc rồi ha, kiểm tra dàn chân nè, số thì để nguyên nè, xích để nguyên luôn nè, lưới thay nóc nè, quặng thay nè, sàn nè ha, ok ha, mấy cái khoang này là kiểm tra hết anh em. Ở Vĩnh Long nha, thành phố Vĩnh Long, quốc lộ 53. Máy gặt hiện tại là còn rẻ thôi, còn 200 mấy hoặc là dưới 200 thôi, chứ hiện tại máy đỉnh thì lô tế nha anh em, máy đỉnh thì đang về ha. 2019 thì không có giá đó đâu, nếu mà 2019 có giá đó thì tầm 2 cục thôi. Chứ 2019 thái cam mới có giá 200 mấy thôi, chứ 2019 mà thái hắc thì nó phải trên 300 nha anh em, nếu mà xe đẹp nha. Xe 3 nút thì nó phải trên 200, như con này Blood này nó chưa tới 300 nha, nó 200 ngoài thôi. Con này 2018 nha anh em, 2018 Blood ha. Con này là xe hải quan chính ngạch nha, giấy tờ đầy đủ hợp lệ, DC70H ha, nhập khẩu. Con này về Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên thì phải. Tiếp tục có kèo đi đêm nha anh em, hai cái xe nhà giao hết trơn rồi nha, không có lên bằng xe tải được, lên bằng cầu luôn. Nó hơi dốc chút. Máy Thái đương nhiên phải ngon hơn rồi. Thank you.
lên dốc nó phải tụt tạ chứ sao. Quay qua, quay qua. Hả? Rồi, mày giao cho anh trai về Hà Tĩnh nha. Cảm ơn anh trai đã ủng hộ. Anh em mình có cần máy gì thì liên hệ em nha. Máy cài, máy cặp, máy cuốn gom thì đầy đủ loại ha. Sơn dòng máy cài cho anh em coi nha. Máy cuốn gom vẫn còn nha. Đây là khoan tấn 70 nè anh em. Máy cài thì còn khá là nhiều đầy đủ ha. 5018 Thái ủi đầu nè, 45 Việt Nam nè, 5018 XB nè ha, 4708 nè, 4508 60 ha. Nói chung thì cũng còn khá là đầy đủ anh em. Chiều này mới chốt con này về quế hay gì nè, 5018 Thái Lan. Con này em mới về là khách chốt luôn nha, khách đợi luôn á. Con bên đây cũng về Nghệ An nè. Con bên đây về Bình Định nè. 47 này rất đẹp anh em. 47 này bảo dưỡng xong rồi nè ha. Anh em thấy không? Bảo dưỡng sơn phết rất là đẹp đẽ. Cái này thì sơn thì theo yêu cầu của khách thôi nha. Ha, con này thì sơn xong xuôi nè, về Bình Định nha. Động cơ 24708 động cơ bét dài nè ha. Đời sau, đời sâu luôn ha. Đời gần như đời cuối luôn á. Đó, sơn si rồi rất là đẹp. Con này về Bình Định nha. Mời là lên xe. Mời lên xe chung với con 50 này. 50 này về Thanh Chương, Thanh Chương Nghệ An thì phải. Đó, còn con này về Quế nè ha. Đó, tập hợp là ba em này là ngày mời là lên xe. Rồi, cảm ơn mấy anh khách đã ủng hộ nha. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Đó, anh em mình có cần máy gì thì cứ gọi em nha. 036 574 5782 ha. Rồi, chúc anh em buổi tối chủ nhật cuối tuần nhiều sức khỏe nha. Chào anh em.